Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị ngày Chủ nhật an lành. Xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay thì Lộc và Loan cũng đang ở Virginia và chuẩn bị cho buổi chiều ngày hôm nay có một show diễn tại Virginia. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều cho tới 7 giờ tối tại Annandale High School. Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Hùng 703-835-0908, Minh Hà 571-253-8611, Hoàng Phú 703-627-8069 và giáo sư Kim Oanh 703-508-2787. Giá vé là 30 đô la, xin giữ vé để dự xổ số với nhiều lô giá trị. Quý vị ở gần đây xin hãy đến ủng hộ và gặp gỡ Loan Lộc cùng với nghệ sĩ Bảo Quốc. Và sau bản tin chính, cứ mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Các liệu pháp tự nhiên giúp giảm đầy hơi và trào ngược axit. Kỷ lục hơn 2.950.000 lượt hành khách hàng không trong một ngày. Một người đàn ông ở Long Beach, miền Nam California lãnh 31 năm tù tới chung thân vì đã bắn chết người và xâm hại trẻ em. Tiểu bang Louisiana đưa hai loại thuốc phá thai vào nhóm chất nguy hiểm. Tổ chức Stop AAPI Hate mời gọi kể chuyện xin đừng căm thù người gốc Á. Vượt mốc lịch sử, số người sử dụng cần sa hàng ngày đã nhiều hơn số người uống rượu hàng ngày ở Mỹ. Tin từ Minnesota, thống đốc kỷ luật giao thông cho phép xe hơi bay. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo người Mỹ không nên đi đến Venezuela. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật chống tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương để ngăn chặn việc giám sát tài chính của người Mỹ. Công tố viên đặc biệt đã xin thẩm phán Eileen Cannon ra lệnh cấm phát ngôn đối với cựu Tổng thống Donald Trump vì an toàn cho các viên chức pháp lý. Ứng cử viên độc lập Robert Francis Kennedy Jr. chỉ trích Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Ca sĩ nhạc rap Sean Kingston bị bắt ở California vì tội lừa đảo. McDonald's dự tính dẹp máy bán nước ngọt từ phục vụ Free Refill. Cựu nhân viên CIA cung cấp lượng lớn những tin tức quốc phòng bí mật cho Trung Quốc. Canada ra lệnh giải tán hai công ty kỹ thuật vì lo ngại về an ninh quốc gia. Tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông. Tổng thống Nga Putin tuyên bố ông Zelensky đã mất tư cách tổng thống Ukraine. Bộ trưởng Tài chính của G7 chưa đưa ra được quyết định về tài sản của Nga. Cựu phi công bị tố cáo đe dọa cho lính Trung Quốc bay, nay chuẩn bị được dẫn độ về Mỹ. Tin Việt Nam, dân biểu Việt Nam lên tiếng đòi quyền lợi cho các quan chức tham nhũng. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay, các liệu pháp tự nhiên giúp giảm đầy hơi và trào ngược axit. Thuốc bao tử không kê toa có chứa các thành phần như calcium, magnesium và aluminum. Uống quá nhiều có thể gây tiêu chảy và táo bón, cũng như tăng nguy cơ mắc chứng bệnh, mất trí nhớ do tiêu thụ quá nhiều chất nhôm. Hơn nữa, việc phụ thuộc lâu dài vào các loại thuốc này có thể làm suy giảm chức năng tự nhiên của bao tử, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, làm suy giảm thể lực cho cơ thể. Đầy hơi và ợ hơi sau khi ăn có thể do hai nguyên nhân chính là khó tiêu và đi tiêu không đều. Khó tiêu thường do sự tiết dịch axit bao tử bất thường. Ăn quá nhiều thức ăn mặn, nhiều dầu mỡ hoặc ngọt có thể dẫn đến tăng sản xuất axit trong dạ dày. Ngoài ra, sự lo âu và căng thẳng cũng có thể gây rối loạn sự bài tiết của axit trong bao tử. Quá nhiều axit trong bao tử có thể gây viêm loét tá tràng. Mặt khác thì axit trong bao tử quá ít dễ gây viêm loét bao tử. Những loại thực phẩm dễ gây đầy hơi và trào ngược axit là thực phẩm nhiều tinh bột, đậu chứa nhiều protein và khó tiêu hóa, dễ gây chướng bụng. Các loại sản phẩm từ sữa như là sữa và trà sữa, thức uống có ga như là soda và rượu vang có ga, các món chiên khó tiêu có thể tồn đọng lâu trong ruột, các món ăn như bánh ngọt, món tráng miệng và bánh mì, thực phẩm như là rau diếp cá và sashimi, thức ăn cay. Điều đáng chú ý là chỉ một số người nhất định bị đầy hơi sau khi ăn những thực phẩm này. Vì vậy, quý vị nên xem xét loại nào gây đầy hơi cho bản thân và tránh ăn quá nhiều trong tương lai. Chúng ta cũng cần phải thay đổi lối sống, có thể giúp cho giảm đầy hơi và bị trào ngược dạ dày thực quản. Một vài thói quen tốt mà chúng ta cần phải xem xét như là uống một ly nước ấm vào buổi sáng khi thức dậy để kích thích cho nhu động của ruột. Khi đang ăn thì tránh sử dụng điện thoại hoặc những hoạt động khác gây sao lãng cho bữa ăn. Nhai kỹ thức ăn và ăn chậm. Đối với những người hay bị trào ngược dạ dày thực quản, không nên uống nước khi ăn.
nên uống trước hoặc sau bữa ăn 1 tiếng đồng hồ. Tránh ăn trong vòng 3 tiếng trước khi ngủ. Nên đi dạo sau bữa ăn có thể giúp kích thích tiêu hóa. Khi ngồi hoặc đứng lâu, nên giữ tư thế tốt và dành một chút thời gian nghỉ ngơi, đứng dậy di chuyển sau mỗi tiếng. Củ cải trắng cũng giúp cho giảm đầy hơi. Ngoài ra thì một số loại trái cây như đu đủ và kiwi là một lựa chọn hàng đầu để giảm chứng đầy hơi. Sử dụng các giải pháp tự nhiên có thể giúp cho đường tiêu hóa. Tuy nhiên cần lưu ý rằng mỗi cơ thể của mỗi người khác nhau nên tùy theo loại thực phẩm nào và phương pháp điều trị nào phù hợp. Quý vị nên tham khảo ý kiến của các nhà chuyên gia để chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của mình. Kỷ lục hơn 2.950.000 lượt hành khách hàng không trong một ngày. Sở An toàn Giao thông Hoa Kỳ TSA cho biết 2.950.000 lượt hành khách đã đi phi cơ trong ngày 24 tháng 5. Đây là mức cao nhất được thấy trong một ngày từ trước cho tới nay. Ngày đạt kỷ lục này cũng trùng với cuối tuần nghỉ lễ Memorial Day, ngày lễ liên bang tại Hoa Kỳ diễn ra vào thứ hai cuối cùng của tháng 5 hàng năm và cũng là dịp đánh dấu khởi đầu của mùa du lịch hè ở Mỹ. Vào tuần trước, một nhóm đại diện cho các hãng hàng không của Hoa Kỳ dự báo lưu lượng khách du lịch mùa hè sử dụng đường hàng không sẽ lên mức cao kỷ lục. Các hãng hàng không dự đoán là vận chuyển 271 triệu lượt khách hàng trong dịp này, tăng 6,3% so với năm ngoái. TSA cho biết lưu lượng hành khách hàng không ngày 24 tháng 5 đã phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào tháng 11 năm 2023 là gần 2 triệu 910.000 khách. Cũng theo TSA, trong nhóm 10 ngày có lưu lượng hành khách hàng không cao nhất từ trước tới nay, thì có tới 5 ngày trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 5 cho tới nay. Các hãng hàng không của Hoa Kỳ cũng dự báo sẽ thực hiện trung bình hơn 26.000 chuyến bay mỗi ngày trong mùa hè năm nay, tăng gần 1.400 chuyến bay so với cùng kỳ năm 2023, tương đương là 5,6%, khi các hãng hàng không đã vận chuyển tổng cộng 255 triệu lượt hành khách. Hãng hàng không American Airlines cho biết sẽ tăng số chuyến bay thêm là 10% trong mùa hè này. Riêng trong dịp cuối tuần nghỉ lễ này, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, American Airlines sẽ có lượng hành khách tăng 10% lên gần 3,9 triệu lượt hành khách trên 36.000 chuyến bay. Trong khi đó, United Airlines cho biết phục vụ 3 triệu lượt hành khách trong dịp cuối tuần, tăng gần 10% và là con số cao nhất từ trước tới nay mà United Airlines từng thấy trong giai đoạn này. Delta Airlines cũng cho biết số lượng hành khách cũng đã tăng trên 5% lên gần 3 triệu hành khách từ ngày 23 đến 27 tháng 5. Hiện cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA đang phải chật vật để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu đã kéo dài trong thời gian qua. Một người đàn ông ở Long Beach, miền Nam California, lãnh 31 năm tù tới chung thân vì đã bắn chết người và xâm hại trẻ em. Kontaro Khang, 57 tuổi, ngẩng đầu lên lắng nghe thông dịch viên Cambodia tại phiên tòa kết án. Phiên tòa diễn ra sau 4 tháng ông Khang nhận tội giết người và tội dâm ô trẻ em dưới 14 tuổi theo hồ sơ tòa án vào ngày 24 tháng 5. Theo thỏa thuận nhận tội, Khang được xóa tội mưu sát và tội liên tục tấn công tình dục trẻ em, hồ sơ tòa án cho biết. Sáng ngày 8 tháng 9 năm 2020, Khang tới nhà của ông Matthew Hack, 50 tuổi, gần ngã tư đường số 10 và đường Cherry, cự cãi với ông Hack, cảnh sát cho hay. Trước đó thì ông Hack đã cáo buộc ông Khang bạo hành gia đình và tấn công tình dục ít nhất một người bà con của ông Hack. Để đáp trả, ông Khang móc súng ra bắn chết ông Hack rồi lên chiếc xe đậu gần đó tẩu thoát. Khoảng 7 giờ sáng khi tới hiện trường, cảnh sát thấy ông Hack nằm trước sân nhà, người trúng ít nhất là một viên đạn. Vài tiếng sau, ông Khang bị bắt tại nhà bà con ở phía bắc của Long Beach, theo lời cảnh sát. Mấy tháng trước khi mà ông Khang bắn chết ông Hắc, cảnh sát nhận được tin báo có người tấn công tình dục và bạo hành gia đình, mà cảnh sát tin rằng Khang chính là nghi can. Cảnh sát cho hay, ông Hắc và ông Khang quen biết nhau, nhưng sau khi phiên tòa kết án, công tố viên đã từ chối nói họ quen biết nhau như thế nào. Cảnh sát không cung cấp thêm những tin tức gì về vụ tấn công tình dục và bạo hành gia đình. Hai vụ này cũng đã không được nhắc tới tại phiên tòa kết án vào ngày thứ Sáu. Tiểu bang Louisiana đưa hai loại thuốc phá thai vào nhóm chất nguy hiểm. Thống đốc của tiểu bang ngày 24 tháng 5 đã ký dự luật phân loại thuốc phá thai Mifepristone và Misoprostol vào nhóm chất nguy hiểm cần kiểm soát. Sau khi thống đốc Jeff Landry ký thành luật, việc sở hữu hai loại thuốc này mà không có đơn kê hợp lệ hoặc yêu cầu từ các nhà chuyên môn y tế có thể bị phạt tù lên tới 5 năm. Thai phụ mua thuốc để sử dụng sẽ không bị truy tố, theo NBC News.
Louisiana là tiểu bang duy nhất tại Hoa Kỳ cho tới nay phân loại mifepristone và misoprostol vào nhóm chất nguy hiểm cần kiểm soát. Louisiana cấm phá thai, ngoại trừ một số trường hợp mang mục đích bảo vệ tính mạng thai phụ, ngăn rủi ro nghiêm trọng với sức khỏe và khi thai nhi được cho là không thể sống sót qua thai kỳ. Louisiana trong tháng 5 đã bác bỏ dự luật bổ sung hiếp dâm và loạn luân vào trường hợp ngoại lệ được phá thai. Đạo luật cũng đã quy định người nào cố ý ép thai phụ sử dụng hai loại thuốc này mà không có sự đồng thuận sẽ bị phạt tù lên đến 10 năm tù hoặc đến 20 năm tù nếu thai kỳ từ 3 tháng tuổi. Một số nhà chuyên môn y tế đã lên tiếng phản đối đạo luật này, nói rằng loại thuốc này có những công dụng quan trọng ngoài việc phá thai, bao gồm giúp đỡ cho chuyển dạ và sinh nở, điều trị sảy thai và ngăn ngừa loét đường tiêu hóa. Nghị sĩ cấp tiểu bang của Louisiana Thomas Presley nói rằng việc hạn chế thuốc sẽ bảo vệ phụ nữ và ngăn kẻ xấu sở hữu chúng. Louisiana rất rõ quan điểm rằng chúng tôi không truy tố phụ nữ khi họ muốn phá thai, nhưng cũng khẳng định việc phá thai là bất hợp pháp tại tiểu bang. Tổ chức Stop AAPI Hate mời gọi kể chuyện, xin đừng căm thù người gốc Á. Tổ chức Stop AAPI Hate đã phát động một chiến dịch kể chuyện vào đầu tháng dành cho người Mỹ gốc Á và người Hawaii bản địa ở đảo Thái Bình Dương để giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và truyền cảm hứng cho những hành động hướng tới sự thay đổi tốt. Manju Kulkarni, người đồng sáng lập Stop AAPI Hate vào năm 2020 cho biết, trong nhiều thế kỷ và gần đây nhất là với dịch bệnh COVID-19, cộng đồng của chúng tôi đã chịu rất nhiều sự căm ghét. Nhưng điều chúng tôi muốn làm là nói rằng chúng tôi không chỉ là nạn nhân của sự căm ghét. Khi tổ chức phi lợi nhuận được thành lập, mục tiêu đầu tiên là ghi lại sự gia tăng mạnh mẽ của nạn phân biệt chủng tộc chống người châu Á khi bắt đầu đại dịch. Nhưng các báo cáo liên tục về sự phân biệt đối xử trên khắp quốc gia vào năm 2024 đã thúc đẩy Stop AAPI Hate tạo ra một video quốc ca trực quan, tập trung vào việc phục hồi, ăn mừng, đoàn kết và phản kháng. Trong video chiến dịch, David Rasavong đã chia sẻ về việc cha mẹ ông, những người nhập cư từ Lào 40 năm trước, đã buộc phải đóng cửa nhà hàng Thái của họ ở Fresno vào năm 2022 sau khi có những lời dối trá phân biệt chủng tộc về hoạt động kinh doanh của họ lan truyền trên mạng. Rasavong từng bị ăn hiếp vì là người gốc châu Á khi còn nhỏ và rất đau khổ khi thấy điều đó vẫn xảy ra nhiều thập niên sau đó. Chiến dịch kể chuyện này nhằm mục đích giới thiệu cách mọi người đã trưởng thành sau chấn thương chủng tộc để truyền cảm hứng cho những hành động tới công lý. Tổ chức Stop AAPI Hate cũng đang khuyến khích mọi người chia sẻ câu chuyện của họ. Để biết thêm những tin tức về chiến dịch và video và tham gia cuộc trò chuyện, quý vị hãy vào trang web spreadaapilove.org. Vượt mốc lịch sử, số người sử dụng cần sa hàng ngày đã nhiều hơn số người uống rượu hàng ngày ở Mỹ. Theo một phân tích mới công bố ngày thứ Tư, ngày càng có nhiều người Mỹ báo cáo việc sử dụng cần sa hàng ngày hoặc gần như hàng ngày so với những người uống rượu ở mức độ tương tự, đánh dấu lần đầu tiên sau khoảng 3 thập niên việc sử dụng cần sa mỗi ngày đã vượt qua rượu. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Addiction và được tác giả bởi nhà nghiên cứu chính sách ma túy Jonathan Calkins của Đại học Carnegie Mellon University đã phân tích dữ liệu từ khảo sát quốc gia về sử dụng ma túy và sức khỏe với hơn 1.600.000 người tham gia trong gần 30 cuộc khảo sát từ năm 1979 tới năm 2022. Theo phân tích vào năm 2022, khoảng 17.700.000 người cho biết họ sử dụng cần sa mỗi ngày hoặc gần như mỗi ngày, so với 14.700.000 người cho biết họ uống rượu mỗi ngày hoặc gần như mỗi ngày. Năm 1992, khi việc sử dụng cần sa đạt mức thấp nhất, chưa đến 1 triệu người cho biết họ sử dụng ma túy mỗi ngày, trong khi 8,9 triệu người cho biết họ uống rượu hàng ngày. Số lượng người sử dụng cần sa hàng ngày càng tăng lên sau khi nhiều tiểu bang cho phép sử dụng cần sa hợp pháp. Tin từ Minnesota, thống đốc ký luật giao thông cho phép xe hơi bay. Đài KFGO đưa tin rằng thống đốc Tim Walz đã ký vào một dự luật giao thông được lưỡng đảng hỗ trợ, trong đó có ngôn ngữ về việc sử dụng phi cơ có thể lái trên đường, roadable aircraft, hay còn gọi là xe hơi bay. Luật mới được gọi là dự luật Jetson cho phép những chiếc xe như vậy lái trên đường và đường xa lộ của tiểu bang, mặc dù chúng không thể cất cánh hoặc hạ cánh trên đường phố công cộng, trừ khi đó là một trường hợp khẩn cấp.
Mỗi lần được sử dụng thì những chiếc xe hơi bay này cũng sẽ phải tuân thủ các quy tắc đường bộ giống như các loại xe và phi cơ khác. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo người Mỹ không nên đi đến Venezuela. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo không đến Venezuela, tiếp nối một khuyến nghị trước đó với công dân Mỹ rằng họ không nên đến thăm đất nước này. Trong một bản tin gần đây, Bộ Ngoại giao vẫn giữ cảnh báo cấp độ 4 đối với Venezuela. Đây là cấp độ cảnh báo nguy hiểm nhất vì mức độ tội phạm và tình trạng bất ổn dân sự ở Venezuela. Các tội ác bạo lực như sát nhân, cướp có vũ trang, bắt cóc và cướp xe rất phổ biến ở Venezuela. Các cuộc meeting và biểu tình chính trị thường diễn ra mà ít khi có thông báo trước, Bộ Ngoại giao cho biết, và cho biết thêm rằng những người biểu tình chống lại Tổng thống Nicolas Maduro đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của cảnh sát và lực lượng an ninh, bao gồm cả việc sử dụng hơi cay, bình xịt hơi cay, đạn cao su chống lại những người tham gia. Tình trạng thiếu xăng, điện, nước, thuốc men và những vật dụng y tế vẫn tiếp tục diễn ra ở khắp Venezuela, Bộ đã cho biết. Trong khi đó thì công dân Hoa Kỳ phải đối mặt với nguy cơ cao bị chính quyền Venezuela giam giữ khi lực lượng an ninh của nước này đã bỏ tù những người Mỹ trong khoảng thời gian dài nhất là 5 năm cho tới nay. Chính phủ Hoa Kỳ thường không được thông báo về việc công dân Hoa Kỳ bị giam giữ ở Venezuela hoặc không được cấp quyền liên lạc tiếp xúc với những công dân Hoa Kỳ ở đó. Bộ Ngoại giao cũng đã cho biết thêm, vào năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán của Hoa Kỳ ở thủ đô Caracas và ngừng những công việc tại đó. Tất cả các dịch vụ lãnh sự, cho dù là thường lệ hay khẩn cấp, đều bị ngừng cho đến khi có những thông báo mới. Chính phủ Hoa Kỳ không có thể cung cấp dịch vụ khẩn cấp cho công dân Hoa Kỳ ở Venezuela, bản tin đã lưu ý. Công dân Hoa Kỳ ở Venezuela cần sự giúp đỡ nên cố gắng rời đi càng sớm càng tốt và liên lạc với các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ ở một quốc gia khác. Trong khi đó, bản tin lưu ý các tổ chức khủng bố ngoại quốc từ nước láng giềng Colombia vẫn đang hoạt động ở Venezuela. Một báo cáo năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, nhóm Marxist tên là FARC vốn đã chiến đấu chống lại chính phủ Colombia trong nhiều thập niên, vẫn đang hoạt động ở Venezuela. Việc ban hành lại cảnh báo du lịch được đưa ra chỉ vài tuần trước khi cuộc bầu cử tổng thống Venezuela diễn ra vào ngày 28 tháng 7. Cuộc bầu cử này có thể chứng kiến ông Maduro giành được một nhiệm kỳ tổng thống khác trong bối cảnh một số ứng cử viên đối lập hàng đầu bị loại khỏi cuộc cạnh tranh, khiến cho các tổ chức nhân quyền thế giới lên án. Bộ Ngoại giao đã chỉ trích ông Maduro, đồng thời cho biết thêm vào năm 2019, ông đã tước đoạt một cách bất hợp pháp chức tổng thống Venezuela, bất chấp sự lên án của toàn thế giới về một cuộc bầu cử gian lận và đang đưa quốc gia này tiến gần hơn tới việc trở thành một chế độ độc tài. Bộ Ngoại giao cũng đã ban hành khuyến nghị với mức độ cấp 3 hoặc xem xét lại việc đi du lịch đến Colombia, Guyana, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haiti, Guatemala và một số tiểu bang ở Mexico. Một số cảnh báo ở mức độ cấp 4 vẫn còn hiệu lực đối với một số tiểu bang của Mexico, phần lớn là do hoạt động liên quan đến tội phạm và băng đảng ma túy. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật chống tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương để ngăn chặn việc giám sát tài chính của người Mỹ. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật ngăn chính phủ phát hành tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương CBDC, loại tiền mà có thể cho phép sự giám sát tương tự như CBDC mà Trung Quốc đã sử dụng. Hồi tháng trước, dân biểu Tom Emmer của Đảng Cộng hòa Minnesota đã giới thiệu đạo luật chống chính phủ giám sát qua CBDC, hay còn gọi là đạo luật HR 5403. Dự luật này cấm Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho một người, giữ tài khoản thay mặt cho một người hoặc phát hành tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, tức là đồng đô la kỹ thuật số, trực tiếp hoặc gián tiếp cho một người. Ngoài ra, Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang bị cấm sử dụng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương để thực hiện chính sách tiền tệ hoặc phát hành tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương. Ngày thứ Năm 23 tháng 5, Hạ viện đã thông qua HR 5403 với số phiếu là 216 trên 192. Trong thông cáo báo chí vào ngày 23 tháng 5, dân biểu Emmer đã nói rằng không giống như các loại mã kim phi tập trung như Bitcoin, CBDC là phiên bản kỹ thuật số của tiền tệ chính phủ do chính phủ phát hành và kiểm soát. Vì CBDC chịu kiểm soát tập trung,
và được lập trình bởi tổ chức kiểm soát CBDC, nên CBDC không có những biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mà tiền mặt mang lại. Như vậy, nếu CBDC được áp dụng ở Hoa Kỳ, thì chính phủ liên bang sẽ có thể giám sát các giao dịch của công dân Hoa Kỳ. Hơn nữa thì CBDC cũng có thể ngăn chặn một hoạt động chính trị mà đảng cầm quyền cho là có vấn đề thông qua các hạn chế và thao túng tài chính. Vào năm 2022, thì chính phủ Tổng thống Biden đã ban hành một sắc lệnh ủng hộ việc nghiên cứu và phát triển CBDC. Theo một thông tin mà Tòa Bạch Ốc phát hành vào thời điểm đó, cố gắng này ưu tiên sự tham gia của Hoa Kỳ vào thử nghiệm của nhiều quốc gia và bảo đảm vai trò đứng đầu của Hoa Kỳ trên trường thế giới trong việc thúc đẩy sự phát triển CBDC phù hợp với các ưu tiên và giá trị dân chủ của Hoa Kỳ. Những báo cáo do Hệ thống Dự trữ Liên bang cũng như các cơ quan khác công bố đã thể hiện mối quan tâm của chính phủ Tổng thống Biden đối với CBDC kiểu giám sát, nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa cho biết. Ông Emmer lưu ý rằng nhiều chính phủ ngoại quốc đã thể hiện sự sẵn lòng đối với việc vũ khí hóa hệ thống tài chính chống lại công dân của họ, như là Trung Quốc. Trung Quốc sử dụng CBDC để giám sát và kiểm soát thói quen chi tiêu của người tiêu dùng. Tại Canada, chính phủ Thủ tướng Trudeau đã đóng băng tài khoản ngân hàng của hàng trăm công dân tham gia cuộc biểu tình của những người tài xế xe tải năm 2022 nhằm phản đối quy định bắt buộc chích ngừa đối với vaccine COVID-19. Dự luật này ngăn chặn những diễn biến như vậy xảy ra ở Hoa Kỳ bằng cách ngăn chặn Hệ thống Dự trữ Liên bang phát hành CBDC. Công tố viên đặc biệt đã xin thẩm phán Eileen Cannon ra lệnh cấm phát ngôn đối với cựu Tổng thống Donald Trump vì an toàn cho các viên chức pháp lý. Văn phòng công tố viên đặc biệt yêu cầu một thẩm phán ở Florida phụ trách vụ án tài liệu mật của cựu Tổng thống ra lệnh cấm phát ngôn đối với ông. Họ yêu cầu thẩm phán quận Hoa Kỳ Eileen Cannon cấm cựu Tổng thống đưa ra những tuyên bố gây nguy hiểm đáng kể, sắp xảy ra và có thể thấy đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Hành động này được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Trump cho biết rằng đặc vụ FBI đã lục soát nơi ở riêng của ông ở Mar-a-Lago và thu giữ các tài liệu mật được phép sử dụng vũ khí chết người khi đến Mar-a-Lago. Họ đã lên súng và nạp đạn, sẵn sàng xóa sổ tôi và gia đình tôi. Họ cho rằng lời nói của cựu Tổng thống sẽ làm cho các viên chức gặp nguy hiểm. Nhiều người dân Hoa Kỳ đã bất bình khi biết rằng các đặc vụ đã được trang bị những vũ khí đạn dược còng tay, những khóa cắt cửa và được sử dụng những vũ khí sát thương khi khám xét Mar-a-Lago nếu gặp sự chống đối. Ứng cử viên độc lập Robert Francis Kennedy Jr. chỉ trích Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Robert Francis Kennedy Jr. đã cáo buộc Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm chà đạp lên Hiến pháp Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi bảo vệ quyền tự do của công dân Mỹ. Phát biểu với tư cách khách mời tại Đại hội Toàn quốc gia của Đảng Tự do ở Washington, D.C. ngày 24 tháng 4, ông Kennedy chỉ trích Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump vì những biện pháp hạn chế trong thời kỳ đại dịch, cũng như những mối đe dọa đối với quyền tự do ngôn luận, theo AFP. Nếu quý vị trân trọng sự tự do, tốt hơn hết quý vị nên bầu ra những người đứng đầu lấy cảm hứng từ nó và sử dụng nó để truyền cảm hứng cho những người khác. Người đứng đầu quốc gia tin tưởng vào quyền tự do và tôn trọng tuyên ngôn nhân quyền, ông Kennedy nói. Tôi rất tiếc phải nói rằng cả cựu Tổng thống Trump và Tổng thống Biden đều không vượt qua kỳ thi quan trọng này. Cả hai đều không bảo vệ hiến pháp mỗi khi nó thật sự đóng vai trò quan trọng. Ông Kennedy đã xem xét việc gia nhập đảng độc lập sau khi thất bại trong cuộc đua giành quyền của đảng Dân Chủ và tranh cử với Tổng thống Joe Biden. Ông sẽ không có cơ hội thắng vào tháng 11. Tuy nhiên, sự tranh cử của ông đã khiến cho đảng Dân Chủ lo ngại vì ông có thể gây ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden. Ông Kennedy đã tấn công cựu Tổng thống Donald Trump về chính sách phong tỏa và giãn cách xã hội trong thời kỳ COVID-19. Đồng thời, ông đã chỉ trích Tổng thống Biden về chính sách chích ngừa bắt buộc. Cáo buộc ông đã thông đồng với FBI để ép các công ty công nghệ lớn kiểm duyệt phát ngôn của người Mỹ. Ông Kennedy đang đứng ở vị trí thứ ba, chỉ giành được sự ủng hộ trung bình hơn 10% trong các cuộc thăm dò dư luận của cả cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Biden. Cho đến nay thì ông đã chính thức có tên trên lá phiếu bầu của 7 tiểu bang, bao gồm các tiểu bang quan trọng như Michigan, và cho biết rằng họ đã thu thập đủ chữ ký để xuất hiện ở 8 tiểu bang nữa. Ca sĩ nhạc rap Sean Kingston bị bắt ở California vì tội lừa đảo.
Sean Kingston bị bắt vào ngày thứ Năm 23 tháng 5 sau vài tiếng mà đặc nhiệm SWAT đến khám xét biệt thự ông thuê ở Florida và tịch thu rất nhiều thứ, theo AP. Ông Kingston, 34 tuổi, bị bắt theo lệnh truy nã của Florida tại khu vực Fort Irwin, căn cứ lục quân Hoa Kỳ trong sa mạc cách Los Angeles khoảng 150 dặm về hướng Đông Bắc. Sở cảnh sát Broward County PCSO đã loan báo. Khi bị bắt thì Kingston không chống cự. Trước đó cùng ngày, cảnh sát Broward đã bắt giữ bà Janice Turner, 61 tuổi, là mẹ của Kingston, khi khám xét căn biệt thự rộng 14.000 square feet mà ông thuê ở Southwest Ranch, vùng ngoại ô giàu có của Fort Lauderdale. Công tố viên Broward County chuyển toàn bộ câu hỏi qua PCSO và PCSO từ chối cho biết cụ thể cáo trạng dành cho Kingston, nêu lý do sự việc đang được điều tra. Sau khi cảnh sát khám xét nhà của Kingston, ký giả bên ngoài có thể thấy cảnh sát chất đầy đồ đạc lên xe chở đi. Xung quanh nhà Kingston toàn xe hơi thể thao đắt tiền. Người ta thích năng lượng xấu. Kingston đã viết trên Instagram trước đó vào ngày thứ Năm. Tôi không sao, mẹ tôi cũng vậy. Luật sư của tôi đang giải quyết mọi thứ trong lúc chúng tôi đang nói chuyện. Sau đó bài viết này đã bị xóa. Ông Robert Rosenblatt, luật sư đại diện cho hai mẹ con ông Kingston cho hay, chúng tôi có biết một số cáo buộc đối với họ. Chúng tôi đang mong giải quyết những vụ này ở tòa và tin chắc sẽ giải quyết thành công cho ông Kingston và mẹ. Ông Kingston hiện đang bị quản chế 2 năm vì tội buôn bán tài sản trộm cắp, theo hồ sơ của cơ quan cải huấn Florida. Ông bị giam ở California trong lúc chờ dẫn độ về Florida. Vào năm 2006, mẹ của ông Kingston đã nhận tội lừa đảo ngân hàng vì chiếm đoạt hơn 160.000 đô la và phải ngồi tù gần một năm rưỡi. Tối ngày thứ Năm, bà bị giam tại nhà tù Broward, tiền thế chân tại ngoại là 160.000 đô la. Kingston là ca sĩ nhạc rap người Mỹ gốc Jamaica. Ông nổi tiếng với ca khúc Beautiful Girls vào năm 2007 và Take You There, cùng với bài hát chung với Justin Bieber là bài Eenie Meenie. Năm 2011, ông đã suýt chết vì bị tai nạn xe mô tô nước. Ông không ra album lớn nào kể từ 10 năm nay. McDonald's dự tính dẹp máy bán nước ngọt từ phục vụ free refill. McDonald's đang dẹp các máy bán nước ngọt từ phục vụ ở một số nơi, không cho free refill, theo New York Daily News vào ngày thứ Sáu 24 tháng 5. McDonald's cho biết dự định sẽ dẹp tất cả các máy nước ngọt của McDonald's vào khoảng năm 2032. Một số tiệm sẽ ngưng cho free refill. Ông Darren Tristano, tổng giám đốc công ty tư vấn Food Service Research và là nhà nghiên cứu kỹ nghệ phục vụ thức ăn, dự đoán rằng những công ty thức ăn nhanh khác cũng sẽ làm theo McDonald's. Vì McDonald's là công ty hàng đầu, nên hầu hết hệ thống thức ăn nhanh khác sẽ nhanh chóng làm theo, ông nói với CBS News. McDonald's dự định thực hiện sự thay đổi này tại tất cả các tiệm của họ, cho tất cả khách hàng đều phục vụ như nhau, cho dù mua đem đi, ăn tại chỗ hoặc mua drive-thru. Những tiệm nhượng quyền là franchise sẽ tự quyết định tính tiền lấy thêm nước ngọt hay không. Phần lớn trong số 14.300 tiệm McDonald's là tiệm nhượng quyền. Kế hoạch thực hiện sự thay đổi này là một phần trong chiến lược tăng trưởng lớn được McDonald's công bố lần đầu tiên hồi tháng 9 năm ngoái. Từ đó tới nay, chiến lược này đã dần dần diễn ra. Hiện chưa rõ là McDonald's dự định giải quyết hàng ngàn máy nước ngọt của họ ra sao. Bất chấp sự cạnh tranh ngày càng mạnh, McDonald's hiện vẫn là hệ thống thức ăn nhanh lớn nhất trên thế giới. Công ty này cho hay mỗi ngày họ phục vụ 63 triệu khách hàng. Cựu nhân viên CIA cung cấp lượng lớn những tin tức quốc phòng bí mật cho Trung Quốc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo một cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA ngày 24 tháng 5 đã nhận tội gián điệp cho Trung Quốc. AFP dẫn tin tức từ Bộ Tư pháp cho biết Alexander Yuk Ching Ma, 71 tuổi, người gốc Hồng Kông, đã nhập tịch Hoa Kỳ, thừa nhận đã cung cấp một khối lượng lớn những tin tức quốc phòng bí mật của Hoa Kỳ cho chính quyền Trung Quốc vào năm 2001. Ông Ma làm cho CIA từ năm 1982 đến 1989. Theo thông báo của Bộ Tư pháp, cuộc gặp của ông Ma với các đại diện của Cục An ninh Nhà nước Thượng Hải do một nhân viên CIA khác đề ra. Cựu nhân viên CIA đó là người thân của ông Ma, sinh ra ở Thượng Hải và cũng đã nhập quốc tịch Mỹ, được xác định trong thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là đồng phạm số 1. Cũng theo thông báo của Bộ Tư pháp, vào cuối ngày thứ ba của cuộc gặp tại một khách sạn ở Hồng Kông, các quan chức tình báo Trung Quốc đã cung cấp cho đồng phạm số tiền mặt là 50.000 đô la,
mà ông Ma đã đếm. Ông Ma cùng với đồng phạm số 1 lúc đó cũng đồng ý tiếp tục giúp đỡ cho giới tình báo Trung Quốc. Theo thỏa thuận nhận tội vào tháng 3 năm 2003, khi đang sống ở tiểu bang Hawaii của Mỹ, ông Ma đã nộp đơn xin làm việc tại nhà ngôn ngữ học, hợp đồng tại văn phòng Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI ở Honolulu, tiểu bang Hawaii. Biết về mối liên quan của ông Ma với tình báo Trung Quốc, FBI đã thuê ông như một phần của kế hoạch điều tra, làm việc tại một địa điểm mà các hoạt động của ông có thể bị theo dõi và các mối liên quan của ông đối với Trung Quốc sẽ bị điều tra. Ông Ma đã làm việc cho FBI từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 10 năm 2012. Vào năm 2006, ông Ma đã thuyết phục đồng phạm số 1 cung cấp danh tánh của ít nhất là hai người được mô tả các bức ảnh do tình báo Trung Quốc cung cấp cho ông Ma. Ông Ma bị bắt vào tháng 8 năm 2020 và giới công tố cho hay đồng phạm số 1 đã chết. Ông Ma thú nhận rằng tin tức được đưa ra cũng như những gì ông cung cấp năm 2001 sẽ được sử dụng để gây tổn hại cho Hoa Kỳ hoặc mang lại lợi ích cho chính quyền Trung Quốc. Nếu được tòa án chấp thuận, thỏa thuận nhận tội quy định mức án 10 năm tù cho ông Ma và sẽ được tuyên vào ngày 11 tháng 9. Canada ra lệnh giải tán hai công ty kỹ thuật vì lo ngại về an ninh quốc gia. Bộ trưởng Bộ Đổi mới Khoa học Công nghiệp François-Philippe Champagne đã tuyên bố do kết quả của quá trình xem xét an ninh quốc gia gồm nhiều bước của chính phủ Canada, bao gồm sự quan sát chặt chẽ của cộng đồng tình báo và an ninh quốc gia Canada, chính phủ Canada thông qua Hội đồng Thống đốc đã ra lệnh giải tán BlueVet Technologies Inc. và Begonia Technologies Inc. và yêu cầu các hãng này ngừng mọi hoạt động ở Canada. Trong khi Canada tiếp tục chào đón đầu tư trực tiếp từ ngoại quốc, chúng tôi sẽ hành động dứt khoát khi các khoản đầu tư đe dọa đến an ninh quốc gia của chúng tôi. Không có thêm những tin tức nào được đưa ra về lý do tại sao hai công ty này được ra lệnh ngừng hoạt động ở Canada. BlueVet Technology chuyên phát hiện những phi cơ không người lái, trong khi Pagani Technology sản xuất những sản phẩm bảo mật không dây. Tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông. Tuyên bố của SOHR cho hay một phi cơ không người lái của Israel đã bắn hai hỏa tiễn vào một chiếc xe và xe tải của Hezbollah gần thị trấn Khorsat thuộc tỉnh Homs khi họ đang trên đường đến phi trường quân sự Al-Jaba, giết chết ít nhất hai phiến quân Hezbollah và làm bị thương nhiều người khác. Đây là cuộc tấn công thứ ba nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở Syria trong khoảng thời gian một tuần qua. Trước đó vào ngày 20 tháng 5, các cuộc tấn công của Israel vào thị trấn Khoisai gần biên giới Liban đã giết chết 8 phiến quân thuộc các lực lượng thân Iran. Một nguồn tin từ Hezbollah nói với AFP vào thời điểm xảy ra vụ tấn công rằng ít nhất là một chiến binh của họ nằm trong số những người thiệt mạng. Các cuộc tấn công nhắm vào Hezbollah đã gia tăng đáng kể từ khi nổ ra cuộc chiến của Israel và Hamas sau khi các nhóm có vũ trang người Palestine thân Iran gia tăng tấn công vào Israel. Cao ủy đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell đã bình luận về phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế rằng Israel phải ngừng tấn công vào Rafah ở Gaza, đồng thời tuyên bố rằng Liên minh châu Âu sẽ phải lựa chọn giữa ủng hộ các thể chế quốc tế và pháp quyền và sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Israel. Phát biểu tại một buổi lễ, ông Borrell cho biết Liên minh châu Âu chưa thể tìm được lập trường thống nhất về Israel. Ông nói thêm rằng ông sẽ phải thúc đẩy sự đồng thuận trước cuộc họp của Liên minh châu Âu với các nhà ngoại giao hàng đầu từ Ả Rập Saudi, Jordan, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar vào tuần tới. Ông khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Trung Đông và giải pháp chính trị cần có sự tham gia của cộng đồng thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc Đảng Cộng hòa của South Carolina cho biết Tòa án Công lý Quốc tế ICJ của Liên Hiệp Quốc có thể xuống địa ngục sau khi ra lệnh cho Israel ngừng ngay lập tức cuộc tấn công quân sự vào Rafah, một khu vực đông dân cư ở miền nam Gaza. Graham đã viết trên X, theo như tôi lo ngại, ICJ có thể xuống địa ngục. Đã lâu rồi không thể đứng lên chống lại cái gọi là tổ chức công lý quốc tế liên kết với Liên Hiệp Quốc này. Phán quyết của ICJ rằng Israel nên ngừng các hoạt động cần thiết để tiêu diệt bốn tiểu đoàn của những kẻ sát nhân và khủng bố Hamas, những kẻ sử dụng người Palestine làm lá chắn sống là vô lý. Điều này sẽ nên được Israel bỏ mặc. Tòa án hàng đầu của Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết ngày thứ Sáu rằng Israel nên dừng cuộc tấn công ở Rafah, nhưng họ không có cách nào để thực thi phán quyết của mình. Nga trước đó cũng đã phớt lờ lệnh năm 2022 của ICJ về việc ngừng xâm lược Ukraine.
Tổng thống Nga Putin tuyên bố ông Zelensky đã mất tư cách tổng thống Ukraine. Bộ trưởng Tài chính của G7 chưa đưa ra được quyết định về tài sản của Nga. Ngày 25 tháng 5, kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Stresa, miền Bắc của Ý, các bộ trưởng tài chính nhóm 7 quốc gia có nền công nghiệp phát triển G7 đã đạt một số tiến bộ nhưng chưa có kết quả cuối cùng trong quá trình thảo luận tìm cách sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp cho Ukraine. Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã kêu gọi những người đồng cấp chấp nhận các lựa chọn đầy tham vọng trong việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua luật cho phép chính quyền Tổng thống Biden tịch thu tài sản trị giá khoảng 5 tỷ đô la của Nga ở Hoa Kỳ, nhưng phần lớn số tiền này đều ở châu Âu. Viện dẫn những lo ngại về mặt pháp lý, các quan chức châu Âu đang ngần ngại tịch thu số tiền này và giao cho Ukraine như một khoản bồi thường. Thay vào đó, họ dự định sử dụng tiền lời tích lũy từ tài sản, nhưng số tiền đó chỉ vào khoảng 3 tỷ đô la một năm, tương đương nhu cầu tài chính của một tháng của chính phủ Ukraine. Các bộ trưởng tài chính G7 nhắc lại trong tuyên bố rằng tài sản của Nga bị G7 phong tỏa sẽ vẫn được giữ nguyên cho tới khi Nga trả tiền cho những thiệt hại mà họ đã gây ra cho Ukraine. Nhưng G7 cam kết thực hiện các biện pháp trừng phạt tài chính và kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, bao gồm việc tiếp tục nhắm tới doanh thu về năng lượng và khai thác trong tương lai của Nga. Tổng thống Nga Putin vào ngày 24 tháng 5 nói rằng ông Volodymyr Zelensky không còn là tổng thống hợp pháp của Ukraine sau khi hết nhiệm kỳ 5 năm và việc này sẽ trở ngại pháp lý nếu như Nga và Ukraine tổ chức đàm phán hòa bình. Reuters vào ngày 24 tháng 5 đã dẫn lời 4 nguồn tin cho hay ông Putin sẵn sàng ngưng chiến bằng một lệnh ngừng bắn thông qua đàm phán với điều kiện công nhận các giới tuyến hiện đang giao tranh. Nhưng đàm phán với ai, đó không phải là một câu hỏi vu vơ. Tất nhiên chúng tôi nhận thấy tính hợp pháp của nguyên thủ quốc gia đương nhiệm đã không còn nữa, ông Putin nói. Nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky đã kết thúc vào ngày 20 tháng 5 và lẽ ra Ukraine phải tổ chức bầu cử tổng thống trước đó 2 tháng. Tuy nhiên thì ông Zelensky vẫn giữ trạng thái thiết quân luật và yêu cầu không tổ chức bầu cử cho tới khi cuộc chiến chấm dứt. Cựu phi công bị tố cáo đã dạy cho lính Trung Quốc bay, nay chuẩn bị được dẫn độ về Mỹ. Ngày thứ Sáu 24 tháng 5, một thẩm phán Sydney đưa ra phán quyết cựu phi công thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Daniel Duggan có thể bị dẫn độ về Hoa Kỳ với cáo buộc huấn luyện bất hợp pháp các phi công Trung Quốc. Bộ trưởng Tư pháp của Úc là hy vọng cuối cùng giúp Duggan ở lại Úc, đài CBS News đưa tin. Thẩm phán Daniel Rice đã ban hành mệnh lệnh giam giữ người đàn ông 55 tuổi, sinh quán tại Boston để chờ dẫn độ, trong khi các luật sư của Duggan nói rằng họ không có căn cứ pháp lý để phản đối phán quyết của thẩm phán rằng ông đủ điều kiện để bị dẫn độ. Họ sẽ đệ trình lên Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus về lý do vì sao không nên giao nộp phi công cho Hoa Kỳ. Tôi khá chắc chắn rằng Dreyfus sẽ cho chúng tôi đủ thời giờ để giải quyết tất cả các vấn đề mà theo đạo luật dẫn độ thì không thể giải quyết tại một tòa án của Úc. Luật sư của Duggan, Bernard Colliery, đã nói với các ký giả bên ngoài tòa án. Văn phòng của Dreyfus cho biết trong một tuyên bố rằng chính phủ của Úc Châu không bình luận về vấn đề dẫn độ. Vợ của Duggan, cũng là mẹ của 6 người con, đã cho biết phiên xét xử tại tòa án dẫn độ chỉ đơn thuần là cầm viết đánh dấu vào ổ trống. Đầu tháng này, thì luật sư của Duggan cho biết trong một hồ sơ pháp lý rằng ông đã vô tình làm việc với một tin tặc Trung Quốc. Reuters đưa tin, Duggan đã ngồi tù 19 tháng với mức độ an ninh tối đa từ lúc ông bị bắt từ năm 2022 tại tư gia ở tiểu bang New South Wales. Trong bản cáo trạng năm 2016, từ Tòa sơ thẩm Hoa Kỳ ở Washington DC, công bố cuối năm 2022, các công tố viên cho biết, Duggan âm mưu cùng với những người khác cung ứng dịch vụ huấn luyện cho các phi công quân sự Trung Quốc vào năm 2010-2012 và có thể vào những thời điểm khác mà không xin giấy phép thích hợp. Các công tố viên cho biết, Duggan đã được trả thù lao 9 lần với khoảng 88.000 đô la Úc, là khoảng 61.000 đô la Mỹ, cùng với những chuyến du lịch quốc tế từ một kẻ đồng lõa khác. Duggan là một phi công tài năng, có 12 năm làm việc ở thủy quân lục chiến Hoa Kỳ với quân hàm thiếu tá và đảm trách vị trí huấn luyện viên bay chiến thuật trước khi nhập cư vào Úc năm 2002. Tháng 1 2012, Duggan nhập quốc tịch Úc, quyết định từ bỏ quyền công dân Hoa Kỳ trong thời điểm đó. Bản cáo trạng cho biết, Duggan từng tới Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nam Phi trong thời gian huấn luyện phi công cho Trung Quốc tại Nam Phi.
Trudeau bác bỏ các cáo buộc, nói rằng đó là hành động chính trị của Hoa Kỳ khiến cho ông bị công kích bất công. Trudeau làm việc tại một công ty có tên Top Gun Tasmania, tự nhận là công ty bay phiêu lưu hàng đầu của Úc. Tin Việt Nam, dân biểu Việt Nam lên tiếng đòi quyền lợi cho các quan chức tham nhũng. Ông Phạm Văn Hòa là đại biểu Quốc hội ở Việt Nam, vừa lên tiếng tại nghị trường đòi quyền lợi cho các quan chức tham nhũng. Phát ngôn đáng lưu ý của ông Hòa được các tờ báo trong nước cho biết vào ngày 23 tháng 5. Những vụ sai phạm trước đây cũng có phần do cơ chế, chính sách, vì vậy nên có quy định để cho số người đã lỡ nhúng chàm, ăn năn hối cải. Củi đưa vào lò hiện nay toàn là loại gỗ quý hiếm, rất xót xa. Nhiều quy định phát huy người dám nghĩ dám làm, sáng tạo, chịu trách nhiệm, nêu gương, nhưng có làm có sai, không làm không sai. Nếu sai, cơ quan chức năng vào cuộc thì sẽ bị xử lý. Tôi nghĩ cán bộ làm việc cầm chừng, sợ sai, sợ trách nhiệm cũng có lý do của họ. Ông Hà nói nhưng không nói tên với bất cứ người quan chức nào. Tiếp đó ông đề nghị, cán bộ đã có những việc làm không đúng pháp luật, thu lợi bất chính từ đấu thầu, giao đất, không thông qua đấu giá, bắt tay nhau để đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn, ảnh hưởng để gây ra tiêu cực, tự giác khai báo và hoàn trả lại nguồn tiền bất hợp pháp cho nhà nước. Những người này sẽ được bảo vệ bí mật và được khép lại hồ sơ từ năm 2023 trở về trước, hoạt động và công tác bình thường. Ông Phạm Văn Hòa nói thêm rằng, đề nghị này thể hiện chính sách nhân văn của nhà nước và bày tỏ tin tưởng rằng những quan chức tham nhũng sau khi trả lại tiền khắc phục thì sẽ làm rất tốt để chuộc lại lỗi lầm. Phát ngôn của đại biểu Hòa được đưa ra trong bối cảnh chỉ hơn một năm có hai chủ tịch nước là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng, một chủ tịch quốc hội là ông Vương Đình Huệ và một thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai lần lượt đã tự nguyện từ chức. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Gửi Bảo Lộc Hồng Loan, bác tên là Nguyễn Thành Huệ, sinh năm 1945, tên thường gọi là Năm Hưởng, quê ở ấp Phước Hữu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Có quen một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Kim Liên, là người Mỹ Lai, đã có một đứa con. Cô ấy năm nay khoảng 67 tuổi, quê ở xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, đã đi theo diện con lai Việt Nam. Nếu như Kim Liên hay quý vị có biết tin, xin hãy gọi số 0975 317 928 hoặc là 090 680 4668, bác Nguyễn Thành Huệ. Bảo Lộc xin được nhắc lại, bác Nguyễn Thành Huệ sinh năm 1945, tên thường gọi là Năm Hưởng, quê ở ấp Phước Hữu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Lúc trước có quen một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Kim Liên, là người Mỹ Lai, đã có một đứa con. Cô ấy năm nay khoảng 67 tuổi, quê ở xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, đã đi Mỹ theo diện con lai. Nếu như nhận được tin này, xin hãy gọi điện thoại về số điện thoại 097 531 7928 hoặc là 090 680 4668. Bác Nguyễn Thành Huệ cần tìm. Bảo Lộc Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thường mình đi xa mình thấy có tin vui đó Bảo Lộc. Ngày hôm nay ấy. Mình đợi hai bữa nay mình sao không có thấy. Đúng rồi, giống như Lộc đợi gió vậy. Ngồi nãy giờ không thấy cơn gió nào. Mấy hôm nay qua đây thì thời tiết ở Virginia nóng hơn Cali quý vị ơi. Đúng rồi. Ở Cali nhiệt độ là khoảng từ 60 mấy tới 70 mấy. Ở Virginia là từ 70 mấy tới 80 mấy. Gần 90 luôn. Chảy bớt mỡ. Đúng rồi. Lộc cần lắm. Nói gì nói, nhưng mà mình qua bên những cái xứ mà cây nhiều đó, mình thấy nó nhẹ nhàng, nó không khí nó, mình làm yêu đời hay sao? Đúng rồi, nói nóng vậy chứ mình ra ngoài nắng thì nóng, chứ mình vô những cái cây cối thì thấy rất là mát, không khí nó trong lành và cây xanh rất là nhiều. Ở ngoài trời có nóng cơ nào đi nữa, Loan ngồi kế Lộc, gần Lộc, luôn lúc nào cũng mát đúng không? Tại sao? Lộc là một cái bóng rất là bự. Rất là bự, trong giam nó rất là mập nhưng bị rất là bự để che cho Loan, che nắng cho Loan. Bóng mát hả? Bóng mát. Lộc là bóng mát của đời Loan. Trời, nghe nổi da gà. Rồi, ngày hôm nay Loan muốn làm gì vui vui đây? Rồi, có gì không? Rồi, ngày mai là ngày chiến sĩ trận vong, Lộc được giúp đỡ bởi một bài thơ của chú Quang Trần về ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Wow. Nghe ha. Tưởng niệm chiến sĩ trận vong, toàn dân long trọng tri ân anh hùng, vì dân vì nước quên thân, giang sơn độc lập,
quốc dân an bình. Đó là ước nguyện chiến binh, dẫu cho bia mộ sinh linh mút ngàn, sống đời hạnh phúc bình an, công ơn chiến sĩ âm thầm hy sinh, hãy luôn thành kính tri ân. Quang Trần. Tri ân ngày Memorial Day là ngày tri ân của những người chiến sĩ đã ngã xuống để mà cho chúng ta có những cái hạnh phúc, những cái niềm vui của ngày hôm nay đó quý vị. Rồi, tuần sau là mình sẽ hát những cái bài nhạc về những người lính, những người chiến sĩ. Mình phải rồi. Có một cái ngày đó. Thứ sáu tuần sau thì Lan Lộc trở về California sẽ có một buổi live stream chiều ngày thứ sáu. Chúng ta sẽ có những bài hát về những người lính. Nhớ nhắc Lộc mặc cái bộ lính dù. Lộc có bộ đồ nhất y nhất quản. Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và một bài thơ tri ân về những người lính. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương cũng như đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đi dạo không Lộc? Đi dạo không nhầm đi? Đi hát. Hát hả? Ừ. Đi hát, đúng rồi.